còn nhớ ngày 2 tháng 9 năm 1983, sáng hôm đó tôi phụ trách cùng với 5 anh em nữa đang làm nhiệm vụ tuần tra và phục kích. Do hôm đó là ngày lễ nên chỉ làm nhiệm vụ một nửa buổi, còn buổi trưa có anh em khác thay vào để về cứ ăn lễ. Trước khi đi lúc nào cũng tập trung anh em để quán triệt nhiệm vụ, đường hướng, đội hình đi tuần tra phục kích và xác định quyết tâm chiến đấu cho anh em khi gặp bọn địch. Khi đó tôi thấy Ngọc, lính 1983 quê ở Bình Chánh, có sắc mặt xám đen hơi bất thường. Tôi đã có hỏi, có làm sao không? Có khỏe không đấy? Thì Ngọc trả lời, bình thường thôi. Tôi đã yêu cầu Ngọc phải vận động tại chỗ xem sao, thì thấy cũng tốt nên bố trí cho Ngọc đi chung với tổ của tôi. Tổ của tôi là tổ nằm giữa đội hình chữ V, mỗi tổ cách nhau chừng 30 mét. Cứ thế anh em bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cứ càng đi thì tổ của tôi lại càng rớt lại, do Ngọc đi trước không nổi. Tôi đã phải dừng đội hình tới 2 lần. Sau đó tôi phải đi trước rồi kêu Ngọc đi ở phía sau, thì Ngọc đã rớt lại phía sau cùng. Lúc đó tôi cũng đã có chút bực mình nên đã dừng đội hình lại, rồi la cho anh ta một trận. Tới khi bình tâm lại thì thấy địa hình đi đã quá xa, không đúng với ý định tác chiến ban đầu và đang ở trong một khu vực đầm lầy. Nên tôi cho tập trung anh em lại rồi nhanh chóng thoát khỏi chỗ lầy. Thì phát hiện ra trận địa mà trước đây bọn Pol Pot vây đánh đồi 196. Bọn chúng đã dùng để đón lõng lực lượng của ta lên cứu viện cho đồi 196. Về trận đánh đồi 196, tôi xin phép được kể sau. Lúc bây giờ, tôi có thu được một ít vỏ bao mì tôm của bạn Thái để làm vật chứng. Thì trong khi đó, Ngọc cứ chạy hết nơi này đến nơi khác ở trong trận địa. Tôi phải quát Ngọc, coi chừng mình, thì nó mới chịu dừng lại. Sau đó thì tôi rút về đội hình. Khi đi ngang qua một cái phum cũ bỏ hoang đã từ lâu, thấy thì còn trơ lại mấy cây cây cột gỗ nên phải đi hàng một, cự ly khoảng cách khá an toàn. Lúc bấy giờ Ngọc đi cuối cùng trong đội hình, nhưng chẳng hiểu sao cả đội hình đi trước thì an toàn, Ngọc đi cuối thì lại đạp trúng quả mìn 652A. Thế là anh em nhanh chóng garo rồi thay nhau cõng Ngọc chạy về đơn vị. Cứ mỗi lần dừng lại để đổi người cõng là phải hứng nguyên một vũng máu và Ngọc cũng đã ngất lịm ở trên vai. Khi về đến đơn vị, vận động ra hỗ trợ có y tá Caro rồi cáng về bệnh xá của trung đoàn để xử lý. Tôi cùng với anh em khác thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phục kích. Đến chiều hôm đó thì tổ khác ra thay mới quay về để ăn lễ ngày 2 tháng 9. Khi anh em ngồi ăn, nhìn thấy miếng thịt heo lại nhớ tới vết thương của chân thằng Ngọc mà không anh em nào nuốt nổi. Ở phần trước, tôi có nói tới khoảng đầu năm 1983, tụi Pốt phát hiện ra căn cứ của đại đội 18, thì cũng chỉ có một lần duy nhất bọn chúng có thể áp sát ở trận địa bất ngờ rồi gây cho ta thương vong. Còn lần thứ hai, bọn chúng cũng đã định áp sát vào hướng chính diện của đại đội 18, lợi dụng theo con suối cạn để tập kích toàn đại đội. Nhưng lần này thì bọn Pốt đã gặp phải sự đáp trả mãnh liệt của cả ba khẩu 12 ly 7, cối 60 và hai cây M79, bắn cho bọn chúng không ngóc đầu dậy được, phải bò lê sát đất rồi ôm đầu máu mà rút chạy. Hôm đó mỗi khẩu 12 ly 7 đã sử dụng hết cả một thùng đạn và ba khẩu cùng bắn chéo cánh. Thì nói thật, bọn chúng chỉ có cách úp mặt xuống đất mà cầu trời. Và cũng từ trận này về sau thì bọn Pol Pot không còn dám áp sát vào đội 18 nữa để tập kích, mà chúng chỉ đánh từ xa, dùng cối 82 DKZ để bắn vào đơn vị. Hồi ấy tuy rằng đại đội 18 của chúng tôi là đơn vị trực thuộc của trung đoàn bộ 812, nhưng lại là đơn vị hỏa lực, nên vị trí đứng chân cũng giống như các đơn vị ở tiền tiêu phía trên. Bọn Pot ở phía Thái Lan xâm nhập vào sâu bên trong nội địa, hoạt động trên trục đường 58, thì bọn chúng buộc phải cắt vào giữa đội hình của đại đội 18 và đại đội 19 công binh của trung đoàn 812, là hai đơn vị nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Do vậy, trong quãng thời gian này, đại đội 18 cũng liên tục bị đánh từ xa bằng những loại hỏa lực nêu trên. Có những ngày, bọn chúng đã bắn liên tục
từ sáng cho đến chiều tối. Cứ lâu lâu, nó lại giã vài quả, rồi bọn nó lại nghỉ. Làm cho anh em tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, phải sẵn sàng chiến đấu cao. Thời gian này thì đơn vị đã thực hiện phương châm giường không nhà trống, có nghĩa là tất cả khẩu đội lúc nào cũng tập trung gia cố các hầm mộ cá nhân, rồi đêm đêm tất cả đều tuần ra ngoài ngủ ở gia thông ngào, rồi thay phiên nhau canh gác tuần tra kỹ càng để đảm bảo toàn lực lượng, đồng thời còn kịp thời nổ súng khi bị tấn công bất ngờ. Khi đó việc phòng thủ của đại đội 18 cũng rất mạnh, ngoài 4 khẩu 12 ly 7, 1 cối 6, 2 cây M79 thì mỗi trung đội có từ 3 cho tới 4 khẩu B40 và B41. Riêng số AK47 thì không tính vì ai cũng có một khẩu. Số hỏa lực này thường để sẵn ở trong hầm cóc trong các giao thông hào. Phía trước đơn vị còn bố trí một bãi mìn và trông sắt để chống bộ binh của bọn Pốt. Ở ngoài bãi mìn thì toàn trung đoàn bộ cho đại đội 16 cối 82 bắn thử để đánh dấu điểm chuẩn nhằm chi viện khi cần thiết. Còn ở phía trong bãi mìn, sau lớp mìn vướng nổ thì tới lớp mìn chống bộ binh xung phong gồm các loại như DH-10, Claymore cùng với một số cục đá xanh chất đống trước mỗi quả mìn để tăng cường tính sát thương. Ở trên mở đất giao thông nào thì được đặt thêm một số quả H-12 đã được nhắm hướng cố định vào các ụ mối lớn và nối cả dây điện đại đội giao cho. Các khẩu đội trưởng giữ pin để sẵn sàng khai hỏa khi địch tấn công. Với sự bố phòng như trên nên anh em trong đại đội 18 cũng phần nào yên tâm. Nhưng vì liên tục phải sống trong tâm trạng bị bọn chúng tập kích từ xa và bất ngờ cũng đã làm cho số anh em có tâm trạng hồi hộp, lo âu. Hầu hết chúng tôi lúc này thì cũng đã quen với tiếng rít của đường đạn và tiếng nổ của những quả DK hay cối 8. Những cặp mắt của chúng tôi đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Năm 1984, có một hôm tôi phụ trách nhiệm vụ tuần tra, phục kích, gồm có tôi, Phương, Ấn, Sinh, Sơn và Tuyến. Chúng tôi trang bị một RBD, 2 B40 và 3 khẩu AK, tiến hành đi tuần, xong sẽ rút về cự ly cách đơn vị chừng một cây số, rồi chia làm 3 tổ, dàn hàng ngang phục kích. Đến khoảng gần 4 giờ chiều, khi mặt trời sắp ngả bóng, lúc bấy giờ tổ của tôi đang nằm ở giữa, thì Phương đang ngồi cạnh dưới, phát hiện có 4 thằng Bốt đang đi lệch hướng về phía trái đội hình, cự ly chừng khoảng 50 mét. Phương mới khều nhẹ tôi và chỉ về hướng 4 thằng Bốt đang đi. Cỏ tranh cao ngang ngực, bóng của bọn chúng đi nhấp nhô. Do bọn địch ở gần và đi vào không đúng hướng nên cũng đã không kịp ra ám hiệu cho hai tổ kế bên. Tôi đã quyết định kêu Phương dùng cây RBD ngắm bọn chúng rồi xiết cỏ, đồng thời là báo động và chuyển hướng có bọn địch. Lập tức thấy hai khẩu B40 của Ấn và Sơn cũng bắn về phía địch hai quả. Khi súng nổ, bốn tên Bốt lập tức cúi rạp người xuống, miệng thì liên tục chô chô, và cũng đã kịp thời bắn trả lại cái ụ mối của Ấn một quả B. Lúc này khi nghe có tiếng nổ đụng chạm của bộ phận tác chiến ở bên ngoài, đại đội đã bắn liền chi viện mấy quả cối 60. Những quả đầu tiên bắn chi viện rất tốt, mấy thằng Bốt lên cắm đầu chạy. Nhưng tới đến quả sau thì tầm bắn cứ rút ngắn lại gần vị trí của chúng tôi, cho nên không để bị cối của ta chụp vào lưng, buộc lòng tôi phải ra ám hiệu cho anh em rút về hướng bên phải. Sau này khi về báo cáo lại mới biết là mấy thầy anh nuôi và quản lý đại đội đảm nhiệm việc bắn cối đã không kiểm tra tầm bắn sau những loạt bắn, làm cho anh em bên ngoài xíu nữa thì đã bị cối của mình đấm lưng. Khi nghe tiếng súng đã im hẳn, tôi mới đưa đội hình lên để kiểm tra thì thấy tụi Pốt cũng không có thiệt hại gì. Chúng tôi chỉ thu được có mấy gấp đạn AK. Có một lần đi tuần tra phục kích từ sáng cho tới chiều như thường lệ, khi mặt trời lặn rồi mới rút quân để vào đơn vị. Khi đó tôi cho anh em rút theo đội hình vào sớm hơn mọi ngày và đi về hướng vọng gác của tiểu đội 2. Ngày trước thì đại đội 18 anh em có quy định bất thành văn là cứ sáng đi tuần tra phục kích, nếu đi ra từ vọng trực chiến của tổ đội 4 thì tới chiều tối khi rút vào
sẽ vòng qua vòng trực chiến của tiểu đội 2 và ngược lại, chứ không bao giờ quay lại vị trí lúc buổi sáng đi ra, và thực hiện như thế để cho người trực chiến tại vị trí không phải bất ngờ. Chờ đón anh em về rồi cùng rút quân. Không biết khi rút đội hình vào sớm, chúng tôi có bị lộ hay không, mà vừa về tới vọng gác trực chiến của tiểu đội 2 thì đã bị cối 82 và cả DKZ của bọn Put bắn cấp tập về hướng của chúng tôi. Nhưng rất may là vượt tầm khoảng 150 đến 200 mét. Thế là 7 em chúng tôi phải tản ra nấp vào các ụ mối và các gốc cây to nằm chịu trận. Tới khi rất tiếng nổ thì cả mảng rừng ở phía trước đã bị đạn cối và DKZ của Put phàng gãy đổ nát. Mùi thuốc nổ nồng nặc. Còn chúng tôi thì cũng rất may, không ai bị thiệt hại gì. Khi về đến đơn vị báo cáo lại tình hình thực hiện nhiệm vụ ở trong ngày, thì mới nghe đại đội cho biết là trên trung đoàn bộ đã có đến được, bọn chúng đã phải bắn khoảng trên 100 quả về hướng của đại đội 18 trong buổi chiều hôm đó. Qua trận pháo kích trên, chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Nếu như hôm đó chúng tôi rút đội hình về sớm và vòng vào phía trực chiến của tiểu đội 3, vị trí chính diện cứ của đại đội 18, thì với trận pháo kích như vừa qua đã không thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đại đội 18. Và cũng thật may cho chúng tôi. Từ đó, mỗi khi đi làm nhiệm vụ tác chiến ở trong ngày và ở ngoài đơn vị, khi trời tối hẳn, chúng tôi mới thu quân để rút về cứ của đại đội 18. Nhưng cũng chính vì cái việc cứ tối mới bắt đầu rút quân về, đã có một lần chúng tôi gặp một sự cố. Số là hôm đó, khi thu đội hình về trễ, trời thì tối, không có trăng sao gì. 6 anh em rút vào đơn vị thành một hàng. Không biết là Đỗ Văn Sáu, lính 83, quê ở Bình Chánh đi như thế nào mà đã đứt đuôi 4 anh em đi trước và bị lạc do mất phương hướng vì trời tối. Lúc đó tôi mới kêu Sáu. Thôi, hai anh em phải tạm thời ngồi tạm ở ụ mối để chờ cho anh em trong đơn vị bắn bắt liên lạc. Tới khoảng 20 giờ, bỗng thấy tôi báo cáo tình hình tác chiến ở trong ngày thì anh Vân, lúc đó là đại đội trưởng. Thời điểm này anh Vân mới về đại đội 18 để thay thế cho cán bộ đại đội bỏ ngũ, mới đi xuống trung đội để tìm. Khi biết tôi và Sáu đang còn bị lạc ở ngoài rừng, anh đã phải báo cáo trung đoàn bộ và xin bắn vài loạt điểm xạ 12-7 để vạch đạn đường. Nhờ đó mà tôi và Sáu mới xác định đúng vị trí rồi mò về cứ. Nghĩ lại đúng là đợt lính, có khi thật là ngớ ngẩn. Đội hình đã gần về đến cứ quen thuộc, thế mà khi có chuyện nhìn lại thì lại nhìn không ra, rồi tìm mãi không tìm được hướng về đơn vị. Còn nhớ khi tôi mới về đại đội 18 năm 1982 thì quân số của đơn vị lúc đó khoảng chừng 70 người, nhưng cho tới giữa năm 1984 thì quân số chỉ còn lại 30 người. Do có một số anh em về chính sách, một số anh em hy sinh và bị thương, đồng thời quân số các đơn vị tân binh bổ sung cho thì ít, nên từ đó quân số của đại đội 18 cứ giảm dần. Một ngày, khi đi làm nhiệm vụ thường xuyên gồm có cảnh giới tại vọng gác trực chiến 3 người, tuần tra phục kích ở bên ngoài 6 người, đi làm nhiệm vụ chốt đường 6 người, còn lại quân số làm nhiệm vụ ở nhà như các công tác, trực ban phục vụ, rồi số quân bị ốm về thực hiện nhiệm vụ đột xuất của trung đoàn bộ, nên có những lúc quân số của đơn vị phân tán đã không đáp ứng được hết nhiệm vụ yêu cầu. Nhiều khi quân số trong ngày ở tại cứ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những lúc thấy anh em vắng quá, cảm giác lạnh lưng. Có những lần tham gia tác chiến cùng đội hình của cấp tiểu đoàn thì cũng phải có một khẩu đội đi cùng. Còn khi đi tham gia chiến dịch thì cũng hết một trung đội. Cho nên trong thời gian này, anh em ở cứ dù có bị sốt cũng phải cố bò để ra trực chiến làm nhiệm vụ. Thế nhưng dù quân số ít vậy đấy, rồi phải liên tục tham gia nhiệm vụ tác chiến, nhưng cả đại đội cũng vẫn luôn duy trì nhiệm vụ tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho anh em. Tôi còn nhớ khi mới từ Pailin chuyển về cứ ở Taco, đơn vị hầu như chẳng có gì. Nhưng khi đã định vị chính xác vị trí đóng quân, thì đơn vị bắt tay ngay vào việc vừa xây dựng căn cứ, vừa tìm chỗ để phát hoang, tăng gia sản xuất.
Đại đội thì có một khu vực tăng gia gần với trung đoàn bộ do anh Tâm, anh Hùng là lính 1978 phụ trách để trồng đậu xanh, đậu đen và nuôi lợn. Còn trung đội 2 thì đã qua con suối, phát hoang trồng cà trắng, cà tím, đậu xanh. Trung đội 1 cho người vòng qua hướng rừng tre của tiểu đội 1 để ra phía biển suối phát hoang rồi trồng rau cải xanh, cải ngọt các loại. Ngoài ra thì việc chăn nuôi gà hầu như tiểu đội, trung đội nào cũng có. Từ những ngày đầu với Fetaco thì mỗi khẩu đội cũng chỉ có được chừng vài cặp gà mang theo. Nhưng rồi nhờ anh em tích cực chăm sóc nên đàn gà càng ngày càng phát triển. Về sau thì có thêm cái món cháo gà đêm để bồi dưỡng cho những em lính sau một ngày tác chiến mệt nhọc. Riêng khẩu đội của tôi ở trong khu vực rừng tre nên cũng có nhiều thuận lợi cho việc phát triển đàn gà. Tuy vậy cũng có những điều bất lợi vì ở đây có rất nhiều trồn cáo liên tục rình bắt gà của chúng tôi. Nhiều khi cả khẩu đội không dám ăn, thế mà tụi trồn cáo nó lại cắp mất con gà giò. Đúng là tiếc thật. Mùa đông, khi gà đẻ trứng thì tôi không cho gà ấp do gà con nở trong mùa này thường hay bị dịch bệnh, mà chủ yếu là lấy trứng để cho anh em dùng bồi dưỡng thêm, hoặc những anh em nào bị sốt không ăn cơm được thì tôi cho luộc mỗi bữa một hai quả trứng để anh em có cái nuốt cho cái bao tử có gì mà có bóp. Nói chung là cố gắng ưu tiên cho anh em bệnh binh là chính. Còn việc cải thiện bữa ăn hàng ngày thì mỗi khẩu đội ai ở nhà công tác hoặc nghỉ ốm lại tranh thủ đi tìm cải thiện thêm cho cả khẩu đội. Để tới chiều tối anh em đi công tác về là có cái ăn ngay. Mùa khô thì chúng tôi đi đánh cá ở ngoài suối. Riêng tôi thì hay đi mò bắt cá lăng khi nước suối đã gần cạn, rồi hái rau ở khu tăng gia về nấu ăn hoặc đi đào củ mài và hái lá giang để nấu canh. Mùa mưa thì đi sớm măng tre về luộc rồi phơi khô để dành cho mùa nắng. Hái rau cả trời hoặc lá để nấu bát canh và theo suối để săn kỳ đà lấy thịt ăn. Đồng đội đi tìm cải thiện, nếu có gặp được tổ mối nào thì sẵn mang về luôn để nuôi gà. Từ những ý thức tự giác tăng gia sản xuất của các khẩu đội nên cuộc sống của đơn vị ngày càng đỡ hơn. Thậm chí là tụi tôi còn bán được cả sản phẩm tăng gia để gây quỹ cho đơn vị. Tôi nhớ sau này đại đội của tôi còn mua được một cái máy cassette từ tiền quỹ tăng gia. Năm 1982, khi tôi mới về đại đội 18, tôi rất nể anh Nhạn, lúc bấy giờ là khẩu đội trưởng của tôi, và đã xem anh như một người anh thật sự của mình. Vì anh có cách sống hết mình cho anh em trong khẩu đội, anh luôn chăm lo cho anh em từ cách sống cho đến tác phong chiến đấu của từng người. Tôi còn nhớ khi đi tác chiến về gặp tấm tôn ở trong cái vùng bỏ hoang, anh đã nhặt mang về rồi tranh thủ thời gian gò một cái nồi cho khẩu đội dùng. Anh Nhạn và tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Còn nhớ khi mới về đại đội 18, tôi là dân Sài Gòn, chưa biết hết những từ của các vùng miền khác của anh em trong đơn vị. Tôi nhớ có một hôm anh Nhạn đi cải thiện được một con kỳ đà mang về khẩu đội. Anh Nhạn và tôi treo lên rồi lột ra kỳ đà xong. Đến khi nấu, anh Nhạn kêu tôi mi vào trên đầu giường kế cái hòm lấy cho anh mì chính. Tôi mới vừa đi vào và vừa nghĩ, đúng là cái ông này có gói mì giấu trong hòm không ai biết. Khi vào tôi tìm hoài không thấy gói mì nào, mới quay ra bảo, anh Nhạn ơi, anh để chỗ nào mà em tìm hoài không thấy. Lúc đó anh mới nói, tao mới để đó sáng nay mà. Rồi sau đó chính anh đi vào và với tay lên đầu giường lấy một cái lọ nhựa thuốc rồi đưa nó ra, nó đây này. Mãi cho tới lúc này tôi mới hiểu và nói, úi trời, nãy giờ em cứ tưởng anh kêu em đi kiếm gói mì ăn liền, té ra nó là cái gói bột ngọt. Thế là anh được dịp cười thằng em mới với cái giọng miền Trung, và cho mãi tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được. Còn nhớ vào mùa mưa năm 1983, lúc này do mưa nhiều
nên thủ đường 58 bị lầy. Việc đi lại từ trung đoàn ra sư đoàn gặp rất nhiều khó khăn và rất ít có đoàn đi ra. Có lẽ vì thế, trong thời gian này, toàn bộ trung đoàn bộ bị thiếu thuốc dê nghiêm trọng, làm cho lính ta, anh nào anh ấy chạy lung tung để săn lùng được ít thuốc hút cho đỡ nghiền. Ở đơn vị nào mà nghe có đồng hương từ sư đoàn vào là lập tức xuống hỏi thăm. Có thuốc dê không? Thậm chí có thằng bạn tên Hùng, lúc bấy giờ làm liên lạc cho thủ trưởng lâu hậu cần của trung đoàn phải chạy đi tìm thuốc dê. Có thể nói, chứng tỏ cái việc nghiện thuốc dê trong đơn vị cũng rất quan trọng đối với những người lính của chúng tôi. Do vậy, đến khi trời vừa bớt mưa và xe vận tải có thể lên được, thì trung đoàn bộ lập tức cho anh em hậu cần ra Bát Tam Băng mua cỡ cũng vài tấn thuốc dê mang vào cho trung đoàn để cấp phát cho các đơn vị. Lúc đầu thì cấp phát thuốc dê xuống các đơn vị tính theo đầu người. Mỗi người chắc được chừng 2-3 kg thuốc dê gì đó. Lâu quá tôi cũng không nhớ rõ nữa. Loại thuốc được quặn từng bánh bột. Lúc đó cánh lính nhà ta rất mừng vì cứ tưởng rằng là trung đoàn bộ quan tâm cho không. Ai dè sau này trung đoàn bộ trừ luôn vào phụ cấp tiền riêng của lính. Có lẽ độc nhất là mấy anh em không hút thuốc cũng phải nhận rồi trừ tiền. Do được cấp quá nhiều cho mỗi người nên lúc này giá để ba lô của từng người cứ có hàng đống bánh thuốc dê. Ấy là nói về số lượng, còn về chất lượng thuốc dê thì nói thật hết biết với mấy đứa hậu cần này. Hôm đó tôi chốt đường, nhìn thấy xe chở thuốc được đóng từng kiện hàng, cộng với thời gian đã để quá lâu nên khi vừa tới tay lính thì thuốc đã bị mốc nên hút không còn ngon và hơi bị gắt. Lúc này thì cũng đã có xe đi ra đi vào thường xuyên nên lính nhà ta đã có thể gửi anh em đi công tác mua gói thuốc ngon hơn để hút. Vì thế mà cái số thuốc dê của trung đoàn bán cho anh em đã để dành hun khói đốt muỗi khi sinh hoạt hậu đội. Đúng là một sự lãng phí tiền của lính. Những năm tháng chiến trường Campuchia, cuộc sống có rất nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng những người lính của chúng ta đã luôn khắc phục nhờ vào ý chí rèn luyện bền bỉ, đặc biệt là ý thức chấp hành phục tùng kỷ luật của quân đội. Từ đó mà mỗi cá nhân đã tự xây dựng được cho mình bản lĩnh của người lính để vượt qua được tất cả những khó khăn gian khổ nhất. Thậm chí có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tập thể đơn vị và đồng đội, đồng chí để cùng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và để cùng nhau tồn tại trong chảo lửa của chiến tranh. Cho nên tình cảm của đồng đội trong những ngày ấy có lẽ còn thắm thiết hơn cả tình cảm anh em ruột thịt trong gia đình. Sự đồng cam cộng khổ, chia sẻ những khó khăn cho nhau tất cả. Khi có một người ốm đau thì đồng đội sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ đi tác chiến thay thế cho nhau. Dù biết rằng khi thực hiện nhiệm vụ đó rất có thể sẽ phải hy sinh, ngã xuống và không còn dịp để trở về, nhưng những người lính của chúng ta chưa hề có sự so sánh hay toan tính lợi ích của cá nhân, nhưng vẫn đâu đó lẫn những hạt xấu xa và mỗi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất buồn. Đợt tháng 6 năm 1984, tôi được đại đội giao nhiệm vụ ra Bát Tam Băng để mua hàng về cho đơn vị. Khi ra thì cũng kết hợp đoàn của trung đoàn bộ ra công tác. Khi ra tới cứ của sư đoàn 309, tôi vào khu nhà vệ binh của sư đoàn nằm ngay ở cổng đập Hồ Pinh Buôi. Lúc bấy giờ có thằng bạn thân từ hồi nhỏ đang phụ trách tiểu đội vệ binh tại đó ngồi nhờ một đêm. Sau đó gửi lại súng, chỉ mang theo mỗi người một quả lựu đạn mini, rồi đón xe vận tải sư đoàn vào thành phố Bát Tam Băng để mua hàng và sẵn dịp tham quan thành phố. Theo hướng dẫn của cánh lái xe, tôi cùng với ba anh em ở trung đoàn bộ 82 đến ở nhờ nhà của chị Hai Sài Gòn. Đó là cái tên do anh em ở sư đoàn 309 đặt cho. Theo ô tô còn nhớ, nhà chị Hai Sài Gòn ở đầu con đường chạy vào kho hậu cần của sư 309, nằm gần cầu bê tông qua sông. Trên cầu có trạm gác của bộ đội Campuchia, có cổng barrier ngăn không cho quan lại vào những giờ giới nghiêm.
Ở ngay cây cầu này, mỗi buổi sáng, khi còn ở nhà chị hai, tôi đã chứng kiến cái cách hối lộ của bộ đội Campuchia. Cứ mỗi chiếc xe chở hàng, từ Honda cho tới bốn bánh, mỗi khi chạy qua cầu, đều quăng tiền xuống mặt đường. Rồi chú nào tới phiên gác của mình thì cứ tự nhiên bước ra lượng, bỏ vào túi quần. Chẳng rõ số tiền là bao nhiêu. Ở thành phố Battambang 4 ngày, thì tôi quay trở vào sư đoàn bộ để chờ có đoàn tháp tùng hành quân trở về đơn vị. Đêm trước khi hành quân xuất phát thì tôi trở lên cơn sốt rét. Lúc bấy giờ bàn tiến ở vệ binh sư đoàn đã ngăn không cho tôi đi trở vào Taco trong dịp này, mà cho tới khi hết sốt thì mới trở về trong đợt sau. Nhưng tôi lại sợ anh em ở trong đơn vị trông chờ, và nếu bỏ đoàn thì có khi phải hơn cả tuần sau chưa chắc đã có đoàn để đi vào. Nên tôi đã quyết định gửi lại ít món quà và tấm hình chụp chung ở Bát Tam Bang, rồi nhờ bạn Tiến khi ra chính sách thì đem về cho gia đình để cho gia đình tôi biết tin. Rồi sáng hôm sau tôi hành quân bộ với cái ba lô nặng trĩu và một bao ni lông loại 50 cân đựng đầy thuốc dê và hàng hóa của anh em trong đơn vị gửi mua. Đi trong cái tình trạng sức khỏe đang sốt nhưng cũng phải cố gắng bám theo đội hình. Được chừng vài giờ sau thì cứ liên tục rớt đằng sau đội hình. Tới khi anh em nghỉ giải lao xong thì mình mới đến được. Cứ thế mãi cho tới trưa thì chỉ còn có mỗi mình tôi. Tôi đã phải hành quân một mình, vừa nặng vừa mệt. Cũng cứ phải ráng gồng lên, chứ không dám bỏ bớt hàng của anh em. Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu như thật lúc đó bọn tốt nó mà nhảy ra thì chắc cũng đành chịu một mình một súng, một trái lựu đạn, thế là xong đời lính. Nhưng rồi rất may, tôi đã về đến tổ đội DKZ của trung đoàn, rồi nhờ điện thoại gọi về đại đội 18 để xin anh Vân cho người ra chi viện. Khi tôi về đến Sơn La Nam Tích, thì có ba anh em ở đại đội đã ra tiếp ứng đưa về đơn vị. Đúng là một chuyến đi rất nhiều kỷ niệm và nhớ đời. Có những kỷ niệm với người dân Campuchia mà tới mãi bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Cuối năm 1984, để phối hợp cùng với chiến dịch K5, người dân Campuchia đã vào làm đường 58 từ phía cống Tà Hen lên tới biên giới Campuchia, Thái Lan. Mỗi bên đường sẽ phải phát sâu vào trường hơn 100 mét. Thời gian này, khu vực Srai Nam Tech tới Thaco, tôi từng chỉ huy một tổ có 6 người đi tuần tra nhằm bảo vệ phía ngoài khu vực cho dân làm đường. Mỗi sáng, khi đi qua chỗ mấy cái lều của dân Campuchia, họ rất thường hay kéo mấy anh em lại, rồi lục xem trong túi cơm vắt, hôm nay bộ đội Việt Nam ăn cái gì? Khi thấy trong túi chỉ có mỗi muối hột, họ không tin là anh em chúng tôi lại ăn uống cực khổ đến như vậy khi làm nhiệm vụ tác chiến. Người dân Campuchia đã giữ anh em lại, sau đó nướng khô cá lóc biển hồ rồi chia cho anh em chúng tôi ăn để bữa chiều hôm đó. Có một lần khi cả 6 anh em làm nhiệm vụ đi ngang qua lều y tế của người dân Campuchia, họ thấy mấy anh em sắc mặt xanh xao vì sốt rét. Họ đã bảo thôi anh em ngồi lại nghỉ chút, rồi họ tiêm cho mỗi anh em đầu vài cc thuốc bổ B12, rồi còn xào cho anh em chúng tôi một đĩa thịt bò để ăn tầm bổ. Đó thực sự là những tình cảm đẹp của người dân Campuchia khi tôi có dịp tiếp xúc với họ. Thế mà sau này, khi người dân làm đường lên tới Taco, người dân lúc bấy giờ đã cạn nguồn lương thực, thực phẩm, thì có nhiều đồng đội của chúng tôi đã lại là những người tranh thủ săn thú đem ra mặc cả mua bán lại cho dân. Nghĩ mà thấy thật buồn. Tôi còn nhớ hồi đó, đường 58 là người dân chủ yếu ở khu vực Nông Pênh lên lao động. Họ thành lập lực lượng đi theo từng phung xã, huyện để thực hiện nhiệm vụ phát hoang qua đường 58. Dân lao động khoảng chừng 3 tháng thì cho về để tay tốt khác lên. Có dịp tôi tiếp xúc với người dân, họ cho biết hầu hết họ là Việt kiều từ thành phố Hồ Chí Minh vừa qua mấy tháng và họ phải lao động làm đường này. Xong nhiệm vụ thì nhà nước Campuchia mới cho họ nhập cậu. Khi họ lao động thì đã có lực lượng du kích cấp xã, huyện
đi theo bảo vệ và quản lý. Rất nhiều lần, họ đã phát hiện thấy quân Pốt trà trộn vào trong đội hình của họ hoặc bám theo để phá hoại. Do vậy, lúc này nhiệm vụ của đại đội 18 chúng tôi trên đoạn đường này không còn là chốt đường nữa, mà chuyển qua công tác tuần tra lùng sục ở phía ngoài khu vực dân đang làm đường để ngăn chặn bọn Pol Pot theo bu bám người dân. Nhưng mặc dù không đeo bám được, thì bọn chúng lại dùng cối để bắn vào đội hình của người dân. Cứ thỉnh thoảng lại vài quả để gây hoảng loạn và lo sợ cho người dân đang làm đường. Khi càng lên tới gần Taco, thì cũng đã có những vụ người dân và du kích Campuchia vướng phải mìn của Pol Pot. Tôi nhớ có một lần, vào khoảng 12 giờ trưa, sau khi đi lùng sục xong, tôi và Bạch, là lính 83 quê ở An Giang, đang cùng ngồi ăn cơm vắt, thì chợt nghe có tiếng nổ AK và viên đạn cầy xuống đất ngay ở bên hông phải của tôi, chỉ cách chừng 40 cm. Khi nhìn vào hướng súng nổ trên đường 58, thì thấy có một chú em du kích người Cam đang treo một cái lon sữa hộp lên để ngắm, nhưng không biết là ngay ở phía ngoài đang có anh em của mình làm nhiệm vụ. Thế là chú ta còn tiếp tục bắn thêm một loại súng nữa, bắn về vị trí của tôi. Tức mình, tôi mới lên mở khóa súng cho một loạt liên thanh chỉ thiên. Chú em lúc này mới cắm đầu bỏ chạy, đã phải đi tìm chú em du kích đó. Đồng thời, người dân mời cấp chỉ huy của đơn vị đến để phản ánh lại về vi phạm nổ súng bậy bạ không mục đích trong khu vực công tác. Ngay trước mặt tôi, vị chỉ huy đã nhận xin lỗi và tước khẩu súng của chú em du kích. Thì tôi thấy chú ta đã phải đi phát nương như những người dân Campuchia khác. Từ khi có người dân Campuchia vào làm đường, thì trục đường 58 lúc này theo tôi có vẻ an toàn hơn, thoáng đãng hơn, do đã được phát hoang rộng tầm nhìn xa xa, không còn cái vẻ âm u như những năm trước. Rồi vào ngày nở, giờ gờ cũng đến. Tôi nhớ là đâu tầm trung tuần tháng 12 năm 84, danh sách anh em tham gia chiến dịch được triển khai chừng 2/3 quân số, do anh Vân là đại đội trưởng và Thanh Phong phụ trách. Đơn vị còn lại từng 12 người ở lại giữ cứ do Đức là đại đội phó và tôi đảm nhiệm. Khi các sư đoàn tham gia chiến dịch K5 trên toàn tuyến, thì lúc này tụi Pol Pot chúng đã co cụm và phân tán nhỏ lẻ để hoạt động, nên bọn chúng có khả năng sẽ tổ chức những trận đánh vu hồi ở tuyến sau. Do vậy, ở cấp trên cũng phải quán triệt cho các đơn vị không được chủ quan trong nhiệm vụ giữ cứ, đồng thời phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và làm đường. Thời gian này, đại cứ của đại đội 18 còn rất ít quân, nên nhiệm vụ chốt đường 58 và bảo vệ dân chúng tôi không còn đảm nhiệm gì nữa. Chủ yếu trong ngày, các nhiệm vụ trực chiến và tuần tra lục sục để giữ cứ cho đại đội 18. Và ban ngày thì anh em chúng tôi thoát ra làm nhiệm vụ ở trong cứ, chỉ còn chừng 4 đến 5 người, kể cả chỉ huy đơn vị. Lúc này, những anh em nào bị sốt, nếu sốt nhẹ thì vẫn phải ráng để làm công tác trực chiến. Chỉ khi nào sốt nặng lắm mới phải nằm ở nhà. Nhiều lúc anh em nghĩ chẳng thà thoát ra làm nhiệm vụ còn yên tâm hơn là nằm trong cứ của đại đội 18. Mỗi khi đêm xuống, khi anh em rút về cứ, tổ chức canh gác cẩn thận, được các hướng chủ yếu và các căn nhà của khẩu đội, thì được để trống để dồn quân sang khu vực của khẩu đội 2 và 3. Những căn nhà này chủ yếu là để sinh hoạt, còn khi ngủ, tất cả đều ra chiến hào nằm. Lúc nào đến phiên gác sẽ có người gọi để đổi gác, và giờ gác cũng được tăng lên gấp đôi. Do lúc này quân số quá ít, tình hình đại đội 18 lúc bấy giờ thực sự phải nói là rất căng. Thế nhưng có chiều hôm trên trung đoàn bộ nghe ngóng như thế nào là yêu cầu ban đêm đại đội phải cắt cử 6 người xuất quân ra ngoài đơn vị tổ chức phục kích đánh từ xa. Trong khi quân số thì còn rất ít,
đồng thời vị trí cứ của đàn ông 18 nằm cách xa trung đoàn bộ chừng 3 cây số. Được vài đêm đầu, tôi phụ trách đưa lực lượng ra ngoài, không thấy động tĩnh gì, tôi mới hội ý với Đức là đại đội phó. Thôi, không nên đưa lực lượng ra ngoài vào ban đêm nữa, do quân số quá mỏng. Và nói thật, cũng không dám đảm bảo tác chiến khi lực lượng bên ngoài hoặc bên trong cứ đụng địch. Rất khó chi viện cho nhau. Nếu xảy ra chiến đấu, thì lúc đó trung đoàn bộ có chi viện, chắc đại đội 18 cũng đã bứt chốt rồi. Do vậy, tôi chẳng thà để toàn bộ anh em ở lại cố thủ trong cứ, rồi dùng hỏa lực sẵn có để đánh, giữ cứ còn hiệu quả hơn. Và lính cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, lại còn ấm gáo được đôi chút. Nếu như trung đoàn bộ có gọi điện hỏi, thì thôi, cứ báo cáo cho qua, chứ ban đêm có ma nào mà đi kiểm tra khi cự ly cách đến 3-4 cây số. Rồi cái Tết Nguyên Đán năm 1985 cũng đến, khi các đơn vị đang tập trung vào mùa chiến dịch. Rất nhiều sư đoàn, trung đoàn đang tập trung đánh lớn trên toàn tuyến biên giới Campuchia, Thái Lan nhằm dứt điểm sạch hết các căn cứ lõm của bọn Pốt trên đất Cam. Đồng thời, chính phủ Cam tiến hành thực hiện tuyến hàng rào phòng thủ biên giới Campuchia, Thái Lan, nên không khí xuân về trên biên giới lúc này thật là tấp nập và rộn rã. Mọi người đều ngược xuôi di chuyển lo cho chiến dịch. Riêng ở khu vực cứ của trung đoàn 82 lúc này, không khí lại thật là ảm đạm vắng vẻ. Còn đại đội 18 thì còn buồn hơn. Xoay qua ngó lại, chỉ có mấy anh em đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là mùa xuân thứ 3 của tôi hiện diện trên chiến trường Campuchia. Thật là đáng nhớ. Sau Tết Nguyên Đán năm 1985, vào ngày 17 tháng 2, khoảng tầm 10 giờ sáng, thì Đức, đại đội phó gọi tôi lên nhà ban chỉ huy, thông báo theo lệnh của anh Vân, đại đội trưởng. Tôi chuẩn bị quân tư trang cá nhân và thanh toán phụ cấp để ngày mai lên trung đoàn bộ làm hồ sơ về nước để đi học sĩ quan. Đến đó, anh em trong đơn vị tranh thủ viết thư nhờ tôi gửi chuyển về gia đình. Anh Phong gửi tôi mang về nhà anh 2 bộ quân phục và 1 lá thư. Còn tôi chia tay anh Phong 1 bộ quân phục bộ đội Campuchia và 1 cái quần của tụi Pốt mà Phong rất thích. Tôi chỉ còn giữ lại 3 bộ quân phục cho riêng mình, còn tất cả đều chia cho anh em lính mới trong trung đội. Riêng khẩu AK bám gốc và cái bao che ngược thì tôi trao lại cho bạn Ấn là lính 1982, người thành phố Hồ Chí Minh. Đêm đó, anh em trong trung đội 1 và khẩu đội đã làm 2 con gà để nấu cháo liên hoan cho tôi lên đường. Do được thông báo rất bất ngờ, nên trong việc chia tay cũng chỉ đơn sơ. Rượu chẳng có, anh em chúng tôi uống trà bằng lá hà thủ ô, rồi tâm sự đến khuya. Đêm đó, tuy không phải làm nhiệm vụ đốc gác như mọi ngày, nhưng tôi không sao chợp mắt được, cứ nằm mà trằn trọc suốt đêm, nghe tiếng con tắc kè gần đó kêu từng chập với những suy nghĩ miên man, rồi nhớ lại mới ngày nào bước chân vào quân ngũ. Về đại đội 18, chúng tôi còn là những anh lính mới dân thành phố, chẳng biết chi về trận mạc, cách thức sinh hoạt nơi rừng sâu biên giới. Thế mà giờ đây, thời gian đã trôi qua 2 năm 7 tháng, sống cùng anh em với nhiều gắn bó, đồng cam cộng khổ, vui sớm cùng chia. Thật là khó tả tình cảm trong tôi lúc bấy giờ. Buổi sáng hôm sau, khi chia tay tất cả anh em trong đơn vị, tôi vắt vào thắt lưng 2 quả lựu M60, rồi hành quân lên trung đoàn bộ để trình diện và làm thủ tục hồ sơ đi học cùng giấy tờ đối tượng đảng. Trong khi chờ các anh em đơn vị khác về tập trung, tôi sang ở nhờ nhà bạn Khánh già, là y tá của bệnh xá trung đoàn, nằm ngay dưới chân pháo đài 2 đêm. Ngày 23 tháng 2, thì cán bộ sư đoàn 309 đến thông báo, ai có tên trong danh sách thì lên xe về nước đi học. Trung đoàn 82 có 3 người, gồm tôi, Hùng Bia Lon, đại đội 20, và Sơn, đại đội 16 cối. Xe chở chúng tôi ra Bát Tàng Băng, rồi đi về hướng Xiêm Diệp. Khi đi ngang qua Sisuphon, xe có dừng lại tại chợ, cho mấy anh em chúng tôi cùng một số sĩ quan đi phép ghé vào để mua hàng. Tôi cũng tranh thủ vào tìm mua 1 cái nón hoa bằng nhựa của Thái Lan để muốn làm quà tặng cho người yêu, bây giờ đang là bà xã của tôi đây. Nhưng trong túi không đủ tiền nên cũng đành chịu. Chiều hôm đó, xe dừng lại ở trạm nghỉ ở Hồ Ba Rài để chờ cho các sư đoàn khác về tập trung.
Ở trạm này, chừng vài ngày, chúng tôi lúc đầu được thông báo đi bằng phương tiện máy bay, nhưng sau cùng thì lại đổi đi về bằng phương tiện xe GMC. Và vào sáng ngày 4 tháng 3 năm 1985, đoàn của chúng tôi xuất phát 4 xe theo hướng đường số 6 về Công Pông Tràm. Khi đi qua khỏi cầu Con Rồng được chừng 20 km, xe đầu tiên ra khỏi phum thì ở ngoài chẳng trống có một loạt AK. Lái xe chở chúng tôi kịp thời dừng lại. Chúng tôi ngồi trên xe, có mấy người dân đang bỏ chạy. Tài xế phải lùi xe vào trong phum có nhà dân rồi mới dừng lại. Tất cả chúng tôi nhảy xuống xe. Lúc này có mấy anh em bộ đội đang đóng quân địa bàn mới ra mặt đường và cho chúng tôi biết đây là địa bàn của anh quản lý. Do đơn vị tham gia chiến dịch nên quân số cũng còn lại rất ít. Đã mấy hôm nghe tịt Pol Pot đang về đây hoạt động, nhưng do quân số ít nên chưa dám tổ chức truy quét và cũng không thể đảm bảo an toàn đoạn đường trên. Nhưng lúc bấy giờ do nôn nóng để về quê nên chúng tôi đã cùng đề nghị đưa ra phương án sau. Trên chiếc xe lúc này có 8 khẩu AK và một số ít súng ngắn của các cán bộ đi phép, nên đề nghị đơn vị bám tại địa bàn. Lúc bây giờ tôi nhớ là hình như của sư đoàn 7 cho chúng tôi mượn tạm một số súng và sẽ chia làm hai tổ đi càn quét hai bên đường để bảo vệ cho đoàn xe đi qua đoạn đường trên. Khi đến đơn vị đầu tiên ở phía bên kia, chúng tôi sẽ gửi lại số vũ khí đã mượn. Phương án này của chúng tôi đã không được đơn vị bạn đồng ý. Thế là một số anh em đề nghị tập trung tất cả vũ khí hiện có ở trong đoàn xe, kể cả súng ngắn, lựu đạn, chia ra để vừa đi vừa đánh, bảo vệ xe qua đoạn đường. Ý kiến này đã được đa số anh em ở trong đoàn tán đồng, nhưng có một số cán bộ đi phép thì lại không nhất trí. Rồi sau khi phân tích qua lại, cuối cùng đồng chí trưởng đoàn là cán bộ của sư 31 đi phép kết hợp với phụ trách đoàn về đi học đã quyết định sẽ cho cả đoàn xe quay về Hồ Ba Gài, rồi đoàn của chúng tôi ngủ lại đó một đêm. Sáng ngày mùng 5, đoàn xe tiếp tục xuất phát theo đường số 5 về lại Bát Tam Bang. Tới sáng ngày mùng 6 tháng 3 thì xe quay về Nông Pênh. Đến sáng ngày mùng 7, đoàn xe chở chúng tôi đi lòng vòng trong khu vực Nông Pênh, rồi dừng lại ở một địa điểm quen thuộc của các lính lái xe nhà ta để bán các phi xăng dầu trên xe GMC và còn nhờ cả lính ta lăn phi xuống hộ. Mỗi xe như thế, tôi thêm bán một phi đầy xăng dầu. Thì ra chúng tôi cứ tưởng cánh lái xe tâm lý lâu ngày cho anh em chúng tôi được rửa mắt và biết thủ đô Phnom Penh ra sao. Ai dè là mấy tay lái xe chạy đi tìm chỗ để bán xăng dầu, bỏ túi riêng. Nghĩ thật là bực. Một sự lợi dụng xương máu của lính. Càng ngày, xe đã chở chúng tôi về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Trên đường đi, xe rất sóc, khát, đói và mệt. Nhưng anh em ai nấy đều thấy phấn khởi vì đã gần về tới đất mẹ thân yêu. Khi xe qua cửa khẩu Campuchia, đã có một số anh em quỳ trên xe chắp tay chào tạm biệt Campuchia. Đoàn xe đến cửa khẩu Mộc Bài thì xuống xe để kiểm soát quân sự, kiểm tra xe và vũ khí. Tôi phải giấu hai quả lựu đạn trong đôi giày treo ở trên cổ. Khi đoàn xe về cổng trường sĩ quan hậu cần H21 ở gần ngã tư An Sương, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Sau khi đổ quân vào trường thì theo như thỏa thuận cùng với trường, tôi, Hùng và Sơn sẽ ngồi lại trên xe để về nhà tôi tại ngã tư Bảy Quẹo. Khi xe dừng lại ở bên kia đường trước nhà tôi thì đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh người cha thân yêu đang ngồi trước nhà và người mẹ đang đứng quét sân. Cả hai đều nhìn chiếc xe quân sự đang bỏ xuống đường mấy chú bộ đội. Nhưng ba mẹ tôi không nhìn ra thằng con mình vì lúc này màu da rất đen và ốm nhom. Trong lòng ba mẹ tôi dự định đợi cho mấy chú bộ đội qua đường rồi sẽ hỏi thăm tình hình chiến sự bên Campuchia ra sao. Lúc này thì Hùng và Sơn đã đưa ba bao hàng của anh trưởng đoàn xuống xe. Thì ngay lập tức đã có mấy chiếc xe đạp xích lô chạy đến hỏi đi đâu thì để họ chở cho. Tôi mới trả lời là đã đi vài năm nay mới về đến nhà rồi, còn đi đâu nữa hả các anh. Nói xong tôi khoác ba lô băng sang bên kia đường nơi ngôi nhà thân yêu có ba mẹ tôi đang đứng chờ. Khi qua gần hết con đường, tôi cầm lòng không được, những cảm xúc đang lên. Tôi mới gọi: ba mẹ ơi, con về này.
Đến lúc này, ba mẹ tôi mới nhận ra. Mẹ tôi khóc, có lẽ vì xúc động bất ngờ. Còn các anh chị em tôi chạy ra mừng khi thấy tôi đã trở về. Rồi lần lần, bà con lối xóm cũng kéo đến hỏi thăm và mừng cho tôi ngày đoàn viên cùng gia đình. Sau này, tôi cũng không theo học trường sĩ quan và đã xin xuất ngũ. Tới đầu năm 1986, tôi lập gia đình và tới tháng 10 năm 87 thì tôi xin chuyển ngành do hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đến đây cũng đã kết thúc hành trình của đời lính. Mời các bạn tiếp tục đón nghe của hồi ký Pali ngày ấy. Đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 812. Thế là sau 3 tháng được huấn luyện ở quân trường Long Giao, Sông Bé, thì cái ngày đó đã đến. Các đồng chí hãy chuẩn bị nhiệm vụ mới của các đồng chí là giúp bạn đánh đuổi bọn Pol Pot ra khỏi đất nước Campuchia. Lời đồng chí tiểu đoàn trưởng vang lên trong hội trường. Vâng, đó là tháng 7 năm 1983, tôi đã đến với cuộc chiến tranh bắt buộc như thế đó. Mẹ tao chỉ muốn tao quanh quẩn lý tưởng trung thành, lính phất phơ. Mi tính tụi mình như cánh gió, nào ai nuốt gió được bao giờ. Trời vừa hừng sáng thì đoàn xe cũng đã đến biên giới Campuchia Việt Nam. Lúc này tôi mới biết là chúng tôi theo ngã Gò Dầu Tây Ninh. Một cảm giác lâng lâng đi trên vùng đất lạ. Cái gì cũng lạ, nào là những cây tốt nốt, rồi cả người dân Campuchia, đàn ông con trai thì ở trần, đầu đội những cái khăn cả ma. Còn đàn bà con gái mặc áo đủ màu sắc, và họ cũng không mặc quần, chỉ là quấn một cái xà rông ở quanh bụng. Mà công nhận, chỉ có một cái mảnh vải thôi, mà sao họ cứ quấn qua quấn lại, rồi xoắn xoắn vài cái, nhét vào, mà đi chạy cũng không tuột được. Thế mới tài. Đoàn xe đi tới đâu, có dân Campuchia ở hai bên đường, dân đứng vẫy tay chào lính. Người lớn thì Samaki, con nít thì con tóp Việt Nam. Xe chúng tôi chạy mãi tới bến phà, hình như là phà Niết Lương. Qua phà lại đi tiếp một thôi nữa, mới tới được một đơn vị của ta, nghỉ qua đêm tại đây. Lúc đó tôi mới biết là toàn tân binh của tụi tôi. Là đoàn tân binh của bọn tôi sẽ đi bắt tam bang, tranh thủ viết lá thư gửi về. Mẹ ơi, con đi bắt tam bang, rồi cũng tới, bắt tam bang đây sao? Sao mà ảm đạm quá, gần như không thấy bóng người dân, chỉ thấy bóng vệ binh. Đêm xuống thì lại càng vắng lạnh, chỉ thấy toàn lính và lính mà thôi. Chúng tôi được đưa vào một ngôi chùa, bên hông chùa có một con sông, nước rất đục, gần đó là một cây cầu. Khu vực gần chùa có một đơn vị bộ binh đóng quân. Bên trong khuôn viên của chùa còn trưng bày dấu tích của chiến tranh. Toàn là đầu lâu, cái nào cũng bị nứt sọ cả. Rồi những cái cán búa và liềm vẫn còn vết máu. Một cảm giác rùng rợn. Vâng, rất sợ. Trời vừa mờ sáng thì toàn bộ tân binh tưới nước xong, tập trung trong khuôn viên của chùa để chờ đọc tên tân binh để biên chế về các đơn vị. Tới lúc này, tôi mới có dịp quan sát các anh nhận tân binh. Trông thật là ngầu, vai thì vác súng AK, lưng đeo toàn lựu đạn. Rồi có anh còn mang cả cây súng dài và tròn nữa. Mà sau này tôi mới biết đó là B-40, nhìn thật oai phong. Tuy nhiên, nhìn kỹ, nước da anh nào cũng vàng bọt. Lúc ấy thầm nghĩ lính chiến đấu là như vậy, rồi cũng sẽ giống như vậy sao? Tới lúc này, tôi mới biết là sẽ được biên chế về trung đoàn 812 thuộc sư đoàn 309. Đoàn xe rời bát tam bang chạy vòng vèo mãi mới ra khỏi thành phố, tiến ra vùng ngoại ô, những cánh đồng bao la, những vùng dân ở xa. Xa nữa là cánh đồng xanh thẫm chảy dài theo chân trời, nơi đó là đâu? Đoàn xe tới chân núi thì dừng lại. Anh Chiến quê Quảng Nam, phụ trách chung, nói với chúng tôi: chúng ta tới sư đoàn bộ rồi, xuống xe ăn cơm thôi. Ăn xong sẽ lên đường tiếp. Chúng ta sẽ hành quân về Taco, nơi đóng quân của trung đoàn 812. Trong lúc ăn cơm thì anh Chiến có nói thêm: về tới trung đoàn bộ rồi, sẽ biên chế các anh em về trung đội bộ binh, về K1. Thời bấy giờ thì trung đoàn 812 thường gọi K là tiểu đoàn, thì sẽ ở sát với trung đoàn bộ. Nếu về trung đoàn 2 thì ở trên đồi, cũng chả biết là đồi nào.
cách trung đoàn chừng 10 cây số thôi. Còn nếu về tiểu đoàn 3 thì sẽ là nơi xa hơn một chút, và Pailin. Tiểu đoàn 3 là đơn vị đóng quân độc lập nên sẽ ở rất xa trung đoàn. Trước khi lên đường hành quân, anh Chiến ra lệnh. Các đồng chí phải đi từng người một, người này cách người kia 15 đến 20 mét, đi theo bước chân của người đi trước. Đường đi rất nguy hiểm, phải hết sức cảnh giác đấy. Toàn quân lên đường, đi tới một khu vực mà chúng tôi nghe gọi là cống Tà Hen thì được giải lao. Chúng tôi ngồi bệt ngay xuống đất. Tất cả mọi người đều uể oải hết, vì đây là lần đầu tiên phải đi bộ quá xa, rồi lại tiếp tục hành quân, mãi cho tới chiều mới tới được một đại đội của trung đoàn 31 đóng quân. Đoàn quân tân binh được lệnh nghỉ lại qua đêm tại đây. Anh em chúng tôi được chia ra từng tốp chừng 10 người một xuống các trung đội của trung đoàn 31. Đêm hôm đó, chúng tôi được nghe mấy anh 31 kể chuyện chiến đấu ở trên chiến trường. Nghe các anh kể cứ như là phim, nghe đã đời. Nào là đi đánh chiếm căn cứ của địch, tiêu diệt địch. Rồi các anh kể nhiều, khi mấy trung đoàn của ta bị tụi tốt bao vây, là trung đoàn 31 chi viện liền. Mà cái bọn tốt cứ nghe tới 31 là cắm đầu chạy. Thật là oai hùng. Nghe các anh kể, chúng tôi tự nhiên sung sướng cả lên. Chú nào cũng cứ trông là sẽ mau mau được cầm súng để đi đánh địch. Và cũng từ đó tôi biết tới câu luồn sâu 31 giữ chốt 812. Rồi mấy anh còn nói tiếp, tụi anh còn đi kiếm địch mà đánh, chứ tụi 812 bọn em thì cứ đưa lưng cho địch nó đánh. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của mấy anh, mãi đến sau này mới hiểu, nhưng cũng không phải như các anh nói đâu. Chúng tôi vẫn phải đi chiến đấu như bao đơn vị khác và phải bảo vệ cứ điểm của các đơn vị ta đánh chiếm được. Đang chuẩn bị hành quân tiếp để về Taco, bỗng có một con mang chạy băng qua đội hình. Đã vậy hôm đó anh nuôi lại còn nấu cơm khét nữa. Và kỳ lạ, bữa đó bọn tôi đã bị lạc, mặc dù là trinh sát có đầy đủ địa bàn, bản đồ. Không biết mấy bác có mê tín như tôi không? Vì tôi còn nghe mấy bác lính cũ kể lại rằng, thịt mang ấy, nếu có ăn nhiều cũng chẳng sợ xui, chỉ có ăn cơm khê mãi và vẫn cứ xui thôi. Có lần đi tuần xung quanh khu vực đóng quân, lỡ nấu cơm khê, không kịp nấu lại, nên đành mang đi luôn. Vậy là cho tới chiều tối, vẫn loay hoay ở trong rừng, không tìm được đơn vị, mặc dù mấy hôm trước vẫn đi đi lại lại ở khu vực này. Thế là đành phải bắn để bắt liên lạc. Khi nghe tiếng súng bắn trả, thì hóa ra là đang ở ngay sát bên cạnh đơn vị, mà vẫn không biết để tìm đường về. Sáng sớm hôm sau, từ giã các anh của trung đoàn 31, chúng tôi tiếp tục đi cho tới chiều, thì tới giờ phải ăn tiếc, nơi một đơn vị DKZ-82 của trung đoàn 812 đóng quân. Khu vực này tôi nhớ còn có một nghĩa trang dã chiến của trung đoàn 812. Chúng tôi nghỉ qua đêm ở đây. Ba lô của chúng tôi lúc bấy giờ đâu có gì, chỉ có hai bộ đồ lính và một ít thuốc, rồi đường, xà bông, thêm một bịch muối ở quân trưởng mang theo, chừng 8-10 cân gì đó. Vậy mà sau cảm thấy nó quá nặng. Sau hai ngày đi bộ, ai nấy đều rã rời. Đã vậy đêm đó mấy lính cũ kể chuyện là khi đi tác chiến còn phải mang nặng hơn nhiều. Lính DKZ-82 mà. Thế là mọi người lại cầu mong đừng có biên chế về đội hỏa lực. Lính tân binh đúng là như một con nai rừng ngơ ngác vậy, không biết gì. Đừng ngủ ở trên vùng đất chiến tranh này, nghe tiếng súng vang lên ở đâu đó, hồi hộp, âu lo, chẳng ai ngủ được, mặc dù cả ngày đi rất là mệt. Vậy mà nhìn các ông lính cũ vẫn cứ ngáy khò khò. Hình như các ông này đã quá quen với tiếng súng đạn nơi chiến trường này. Vì nhiệm vụ mà các anh đã sống và đã ngã xuống. Rồi chúng tôi, những thế hệ tiếp sau, tiếp bước các anh sau này. Khi rời khỏi đơn vị DKZ-82, thì chúng tôi tiếp tục lên đường, đi về trung đoàn bộ của trung đoàn 812. Tới Taco, rồi anh Chiến nói, đây là nơi đóng quân của trung đoàn. Bây giờ chúng ta sẽ lội qua bên kia suối để đến đại đội trinh sát nghỉ. Ngày mai mới bắt đầu biên chế. Suối Taco có lẽ rộng khoảng chừng 40 mét, nước chảy quật quận. May là thời điểm này nước vẫn chưa đầy. Tháng 7 năm 1983,
Khi chúng tôi lội xuống nước chỉ ngang ngực thôi, ấy vậy mà lội qua cũng rất khó khăn. Anh Chiến đã chỉ cho anh em lấy tăng chùm hết ba lô rồi cột lại. Muốn qua điểm đến ở bên kia suối thì phải đi ngược lại dòng chảy của nước, rồi cứ ôm cái ba lô làm phao mà lội qua. Thật là hũ hồn vì chúng tôi lần đầu tiên phải lội suối. Thế rồi cũng vượt được qua suối một cách an toàn. Tất cả tân binh ai nấy đều mừng rỡ vì có một số người không biết bơi. Rồi chúng tôi được lệnh hành quân tiếp, đi thêm một quãng chừng 4 cây số nữa thì tới một đại đội. Đây là đơn vị trinh sát của trung đoàn. Tất cả tân binh được chia về nghỉ tạm ở các trung đội. Đêm hôm đó, anh em bạn bè tập hợp dưới sân bóng để tâm sự cùng nhau. Rồi ngày mai có thể không còn được gặp nhau nữa vì sẽ biên chế chính thức ở các đơn vị khác. Chúng tôi có 14 anh em cùng chung một xã đã hứa hẹn cùng nhau. Ngày lễ 22 tháng 12 của năm 1986, anh em chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau tại Đồng Hồ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Vì thời điểm này đã có luật nghĩa vụ quân sự, nên các bác tính là 22 tháng 12 năm 86 thì có nghĩa là sẽ được ra quân. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc chiến, là cuộc sống, là cái chết, nên anh em rất vô tư hứa hẹn cùng nhau, hứa hẹn ngay trở về với mẹ, với quê hương, với người yêu. Để rồi đến ngày về, đã có 8 người trong số anh em chúng tôi phải nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất Campuchia này. Không có gì có thể nói trước được khi vẫn còn ở chiến trường Campuchia. 5 giờ sáng thì cảnh báo thức vang lên. Mọi người bật dậy, chuẩn bị ba lô vệ sinh. Chưa xong gì hết, lại có cảnh báo cơm vang lên. Thế là lại cắm đầu đi lấy cơm. Ăn chưa xong thì lại có cảnh tập trung. Thật là đúng với cái môi trường của lính chiến đấu. Cái gì cũng phải nhanh, gọn, chứ không phải như ở quân trường. Thế là chúng tôi đã được học bài học đầu tiên là phải nhanh nhẹn, gọn gàng. Rồi cả đoàn tân binh lặng lẽ trở ra sân tập trung tại một sân bóng đá của trung đoàn để chờ đọc tên biên chế về các đơn vị. Lúc này tôi cũng mới biết là chỉ có lính ở khu vực huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về khu vực tỉnh Hà Sơn Bình. Đường đua về trung đoàn 812 lần này tôi. Từng người được đọc tên, trung đoàn bộ nhận quân trước rồi tới đại đội thông tin chính xác, công binh. Gọi tới tên ai thì có. Từ dưới hàng quân vang lên để biết ai sẽ về đơn vị nào. Hồi hộp, kẻ ở lại trung đoàn bộ, người thì về tiểu đoàn bộ binh. Anh em bạn bè đều đi mỗi người một chỗ, không còn được ở chung như trước kia. Tiểu đoàn 1 nhận quân xong, rồi dẫn tiểu đoàn 2 cùng đi. Trên sân bóng, giờ này chỉ còn chừng 60 người. Khi ấy thấy đồng chí phụ trách chung nói, số còn lại sẽ về tiểu đoàn 3. Đến giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ những người lính nhận quân của tiểu đoàn 3. Các anh trang bị súng đạn, lựu đạn đeo đầy người, tay thì cầm AK, cổ thì cuốn khăn Kama, đầu không có đội nón, với bộ đội mà lại đội cái nón của lính Campuchia, sụp xuống che gương mặt vàng bọt vì chút sốt rét, trông cứ thấy xào xào. Kiểm tra lại toàn bộ quân số tân binh, anh Phước lính 1980 quê ở Long An, phụ trách chung mới ra lệnh. Giờ chúng ta sẽ hành quân biệt Bai Linh. Trên đường đi có thể sẽ gặp địch. Các đồng chí phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh. Các đồng chí phải đi cách nhau từ 10 đến 15 mét, đi theo dấu chân của người đi trước. Tuyệt đối phải giữ im lặng, vì đường về Bai Linh không an toàn. Chúng ta phải đi qua ngõ 300 nhà. Chẳng biết 300 nhà là cái gì lúc bấy giờ. Mãi về sau này tôi mới biết. Thế là chúng tôi lên đường về Bai Linh, dẫn đầu đoàn quân là 2 lính trinh sát. Tay thì cầm cái cần câu để dò mìn, cổ thì đeo cái la bàn, súng AK bám xếp ở sau lưng. Nhìn các anh đi rất cẩn thận. Khi đi ngang qua những khu vực khả nghi thì lại thấy cái cần câu dò mìn. Cái cần câu của lính ta trông y hệt như cái cần câu cắm cá vậy, nhưng nó dài hơn khoảng chừng 1 mét. Đi chừng 5 cây số thì các anh leo lên cây ngó hướng, rồi lấy địa bàn ra để tìm hướng đi. Xong toàn đoàn quân cứ lặng lẽ đi theo dấu chân của người trinh sát,
Lúc thì đi qua những khu rừng trồi, cây cỏ chỉ thấp ngang bụng, khi thì vào những khu rừng già, không một ánh nắng. Cảnh rừng im ả, quá lâu lâu mới nghe tiếng tót của con mang, rồi những tiếng tốc tốc của con chim bão kiến vang lên, làm khu rừng cũng có phần bớt yên ả được một chút. Xa xa có tiếng súng AK vang vọng lại, chẳng biết là của ta hay của địch, mà chúng tôi nhận thấy các anh nhận quân cứ tỉnh bơ, coi như chẳng có gì. Nói thật cũng làm cho chúng tôi yên tâm, bởi cái tâm trạng của lính tân binh lúc này chỉ có lo, hồi hộp và nó thật sợ mà thôi. Cứ đi như vậy mãi tới trưa thì có mệnh lệnh dừng chân để nghỉ ăn cơm. Mừng quá xá, vì bây giờ ai cũng đều mệt mỏi vô cùng. Tranh thủ lấy cục cơm vắt ra ăn với ruốc cá. Chẳng là hồi sáng trước khi đi thì anh nuôi của trung đoàn có phát cho mỗi người một cục cơm vắt với một nhúm ruốc cá. Đây là món ăn khô của lính. Các loại cá được xay nhuyễn ra rồi sấy khô lên chung với muối. Anh nuôi chỉ cần cho vào chảo xào qua xào lại một chút, vậy là đã có ngay một món ăn rất ngon đối với lính ta lúc bấy giờ. Khi chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm, nhưng lưng vẫn đeo ba lô, không được tháo ra, vì đó là mệnh lệnh, là chuẩn của lính khi đi tác chiến. Lên đường, tiếng truyền lệnh từ người đi trước truyền tới người đi sau, nho nhỏ vừa đủ nghe. Cả đoàn quân lại tiếp tục tiến bước, đang đi bình thường, bỗng chốc chốc lại đi từng bước một, vì đã tới một khu rừng chai ghe dày đặc. Lúc này mới thấy được cái khổ cực của các anh trinh sát. Các anh phải dò dẫm từng nhánh tre, bẻ từng nhánh để mở đường. Có lúc thấy các anh phải leo hẳn lên cây tre đầy gai, có lúc thì lại nằm sát dưới mặt đất để trườn qua. Đúng là thật gian nan vất vả. Rồi mọi khó khăn cũng vượt qua khi đoàn quân đi thoát khỏi khu rừng tre gai. Nhưng chẳng ai còn được lành lặn. Áo quần rách te tua, tay chân thì chảy xước, nhất là cái cánh lính tân binh bị nhiều nhất vì chưa có kinh nghiệm đi rừng. Hầu như lính mới đều mất nón khi đi qua các khu rừng tre này. Đa số là nón cối. Khi rút không ai lượm lại, vì mấy anh lính cũ có nói, ở đây bọn anh không có xài nón cối, lính bộ binh mà. Khi qua được khu rừng tre gai, đi đến khoảng một tiếng nữa, thì tới một cánh đồng trống đầy cây cà phê, thật là bát ngát. Không ngờ ở nơi đây lại có một khu rừng cà phê. Chúng tôi đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cà phê này. Khi qua khỏi cánh đồng cà phê thì chúng tôi gặp một nhà máy. Đây là nhà máy rang xay cà phê lớn nhất Pailin của người dân Campuchia. Nhưng lúc này đây nhìn nó thật là hoang tàn. Xung quanh nhà máy vẫn còn nguyên những dấu vết của chiến tranh. Giờ đây chỗ này là nơi đóng quân của lính Campuchia, tiểu đoàn pháo binh 105 ly. Khi rời khỏi nhà máy cà phê, đoàn quân lên đường đi tiếp. Chúng tôi đi thêm chừng khoảng 2 cây số nữa thì ra được đường xe chạy. Có tên là đường gì, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Theo như mấy anh nhận quân nói, nếu rẽ phải theo đường thì đi mãi sẽ tới đất của Thái Lan. Vì đây là con đường giao dịch mua bán của người dân Pailin và bên Thái Lan qua. Giờ đây không còn người và xe nữa, nên cây cỏ dại mọc đầy kín lối. Chỉ còn lại một lối mòn nhỏ của lính ta hàng ngày đi chốt đường mà thôi. Chúng tôi lại rẽ trái đi theo con đường xe này để về đến tiểu đoàn bộ. Đoạn đường này được an toàn, về được cả lính ta và bạn thường xuyên đi lại và có cả cánh lính chốt đường ở đây nữa. Đi lên được chừng 4 km thì chúng tôi đặt chân lên con đường nhựa của thị trấn Pailin, nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ. Lúc này đã chừng 4 giờ chiều, vậy là đã tới nơi rồi. Mọi người mực quá vì đã đi suốt một ngày. Nói thật là mệt đối với cánh lính tân binh bọn tôi. Khu vực Pailin này có lẽ ngày xưa chắc giàu đẹp lắm đây. Tôi thấy ở hai bên đường là những căn nhà lầu. Cứ khoảng chừng vài trăm mét thì lại có một cái rạp hát. Nhưng giờ đây tất cả đều hoang tàn, sụp đổ vì chiến tranh. Theo lời của những anh lính cũ nói, nơi đây được gọi là vùng đất Tapon. Dân ở vùng này rất giàu nhờ vào những viên đá quý. Đá tà pon này có những viên cỡ hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng có những viên cỡ bằng đầu đũa ăn cơm, có nhiều góc cạnh nhìn xuyên qua được viên đá. Đá có hai loại màu xanh biển và màu đỏ nhạt.
màu xanh bán thì có giá hơn. Tuy nhiên, tùy theo độ nứt và lớn nhỏ của viên đá mà tính theo giá trị của nó. Bởi thế nên lính ta mỗi lần lượm được đá là cứ cầm đá giơ lên trời, nhờ ánh sáng xuyên qua để nhìn xem đá bị nứt nhiều hay ít. Thường thì sau mỗi cơn mưa là đá hay nổi lên mặt đất, nhìn là thấy liền. Bởi vì thế mà cánh lính ở Pailin khi đi qua là cứ cắm mặt nhìn xuống đất, hoặc là sau khi đi tè bậy. Khi tôi về đây thì thấy cũng còn đá rất nhiều, nhưng toàn là các loại đá con không. Loại đá này viên nhỏ, màu hơi đục nên không có giá trị bao nhiêu. Lượm được chừng nửa hũ, đem đi bán được chừng 5 ria thôi. Nếu như lượm được đá tốt, có khi bán được cả 100 ria. Cánh tân binh chúng tôi được đưa tới một ngôi chùa để nghỉ qua đêm, chờ ngày mai sẽ tiếp tục biên chế về các trung đội, tiểu đội. Cho tới trước cổng chùa, chúng tôi mới thấy được sự tín ngưỡng của người dân Campuchia. Ngôi chùa nhìn thật đồ sộ, cổng chùa xây hình vòng cung có chạm trổ rất công phu, được bao bọc quanh chùa là những bức tường được chạm khắc hình người dân, đồ cúng Phật. Có cả hình của những vũ nữ Apsara trên bờ tường nữa. Qua khỏi cổng chùa là những vườn hoa dọc theo đường đi. Phía nào cũng có nhà cả, nào là nhà để cúng, nhà để thờ tượng Phật, nhà để khách ở, căn nào cũng có lầu, mỗi cây cột nhà đều có chạm hình ở trên đó. Trên các bước căn nhà là một cái hồ chứa nước để xài. Cái nóc được người thợ đổ bê tông rồi xây xung quanh lên khoảng chừng 1 mét, nhìn như cái hồ để chứa nước vậy. Mà không hiểu sao những căn nhà này có thể chịu nổi. Đêm hôm đó, chúng tôi được ngủ một giấc thật ngon vì đã quá mệt. Sáng sớm, vừa mới ăn cơm xong thì bỗng nghe xì xèo. Khi chạy ra cổng chùa mới biết là cánh vệ binh của tiểu đoàn đã bắt được 3 anh chàng tân binh định đào ngũ. Thì ra là thằng Canh Hí, thằng Dũng Nhí và Tuấn Sành Đôi. Cả 3 thằng này đều ở Bình Chánh chúng tôi. Có lẽ tư tưởng chưa thông, hồi tối bọn nó đã trốn khỏi chùa, rồi đi dọc theo đường xe ra khỏi tiểu đoàn một đoạn, chừng 2 km. Không ngờ đã bị bộ đội Campuchia bắt lại, rồi giao cho tiểu đoàn. Đã vào tới đây rồi thì không còn con đường nào, thì trốn nữa. Nếu không bị bắt lại thì cũng có thể sẽ bị mìn hoặc bị bọn Pol Pot bắt thôi. Tiếng gọi tập trung, mọi người vội vàng đeo ba lô lên vai rồi xếp hàng ngay ngắn đúng theo điều lệnh. Tổ trưởng Sơn là tiểu đoàn trưởng, ông quê ở Nghệ An và mấy anh lính cũ hay gọi ông là Sơn Bọ, cầm một xấp giấy đứng trước hàng quân, rồi ông nói lên nhiệm vụ của các chiến sĩ. Hãy xác định tư tưởng yên tâm công tác, đừng có tư tưởng đào ngũ, bỏ ngũ như 3 đồng chí kia. Nói chính trị một thôi một hồi, rồi thủ trưởng mới đọc tên từng người để biên chế về các đơn vị. Vậy là anh em bạn bè lại chia tay nhau. Người thì được ở lại về toàn bộ, các đại đội trực thuộc như trinh sát, thông tin, cối. Hết bộ phận của tiểu đoàn, thì tới các đại đội, bộ binh. Tôi được biên chế về đại đội 9. Khi đó ai được biên chế về đại đội 10 thì khỏe nhất, vì sẽ được ở lại thị trấn Pailin này để bảo vệ tiểu đoàn bộ. Còn cánh đại đội chính của chúng tôi thì sẽ đi về hướng gần 300 nhà. Đơn vị đang đóng quân ở đó. Riêng đại đội 11 thì sẽ đóng quân trên đồi 505. Đây cũng là một điểm nóng của Pailin. Tất cả anh em nào đã từng ở Pailin chắc cũng đều biết. Sẽ biết mất 505 là mất Pailin. Đồi 505 là một điểm cao nằm gần biên giới Campuchia Thái Lan. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống sẽ thấy đất Thái Lan liền. Xe ô tô ở bên kia chạy cũng có thể nghe tiếng. Và bọn Pot thường xuyên tập kích. Đã có nhiều lần có những trận đánh nảy lửa diễn ra tại nơi đây. 3 chàng tân binh đào ngũ đã được biên chế đầu tiên về đại đội 11 này. Cho lên chốt đổi 505 luôn. Thế là khỏi chuẩn nha. Số anh em nào được phân công về đại đội 9 và đại đội 11 sẽ cùng lên đường với đơn vị. Xe chạy về hướng biên giới Campuchia Thái Lan. Chúng tôi đi chung được khoảng chừng 10 cây số thì đại đội 9 rẽ vào rừng để về đơn vị. Còn lại đại đội 11 sẽ tiếp tục đi thẳng để lên chốt 505. Đi sâu vào rừng thêm chừng 2 cây số nữa
thì tới cứ của đại đội 9. Tới nơi đã thấy những anh em lính cũ đang đứng tập trung để đón cánh lính mới chúng tôi. Nhìn những gương mặt vàng vọt xanh xao vì sốt rét, những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ của người lính, làm cho cánh lính chúng tôi cũng hồi hộp, không biết rồi mình sẽ ra sao đây. Nhưng thôi, mặc cho số phận, anh em sống được thì mình cũng sống được. Lúc này tư tưởng đã xác định được đôi chút rồi. Hai mươi mấy lính tân binh chúng tôi đứng xếp hàng trước sân đại đội để chờ thủ trưởng ra đọc tên biên chế về các trung đội. Anh sĩ đại đội trưởng từ giới thiệu tên xong, rồi anh giới thiệu các anh trong ban chỉ huy đại đội, gồm có anh Quang, đại đội phó quê Quảng Nam, anh Mai, anh Tâm, Bá cùng quê Nghệ Tĩnh. Vậy là ban chỉ huy có tất cả 5 người. Giới thiệu xong ban chỉ huy, anh sĩ bây giờ mới đọc tên từng người về các trung đội. Vậy là xong, chúng tôi đã nhập hộ khẩu chính thức tại đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 872, sư đoàn 309 này. Bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, vào một cuộc đời lính bộ binh chiến đấu nơi đất lạ quê người của vùng đất Campuchia. Đại đội 9 của chúng tôi gồm có 3 trung đội là 1, 2 và 3. Mỗi một trung đội thì được chia làm 2 tiểu đội, được bố trí cách nhau khoảng chừng 100 mét. Mỗi trung đội được bố trí một đại liên M60, một khẩu B41, hai khẩu B40, hai RBD, còn lại là AK. Hễ tiểu đội nào giữ đại liên thì tiểu đội kia giữ B41. Riêng tiểu đội cối 60 thì có 3 đồng chí, còn tiểu đội chuyên môn phục vụ thì sinh hoạt chung, thường y tá sẽ là tiểu đội trưởng. Tiểu đội này gồm có 2 anh nuôi, một y tá, một quản lý, một liên lạc, kiêm luôn cả văn tư nếu như không có quân. Các tiểu đội này ở độc lập, sinh hoạt riêng nhưng được ở gần đại đội. Quân số tính luôn số tân binh của chúng tôi vào khoảng 65 người. Vì thế nên các em lính cũ rất mừng khi có lính mới bổ sung cho quân số ít ở hiện tại. Lúc bấy giờ tôi, Giang và Xuân, 3 thằng được về chung một trung đội. Khi vào đến trung đội, tôi được anh Quân là trung đội trưởng quê Quảng Nam giới thiệu với anh em ở trong quân đội. Trung đội của tôi, anh em gần như có đủ cả các thành phần từ Nam đến Bắc, từ thành phố tới Cà Mau. Đại đội 9 của chúng tôi đóng quân gần một cái vùng cũ. Nghe thì thấy còn, nhưng đều đã bị sụp đổ, cây cỏ rừng mọc đầy ở trong nhà. Tôn làm nhà thì đơn vị đã gỡ và đem về làm doanh trại. Còn khung cửa cột kèo toàn là những cây gỗ quý không thì cho anh nuôi đem về làm củi, cũng thấy thật tiếc. Dân ở khu vực này trồng đủ loại cây ăn trái, sầu riêng, cam quýt, dừa, xoài và rất nhiều là cây dừa. Mỗi lần lính ta muốn ăn dừa thì không có cái chuyện leo lên để bẻ trái đâu, mà lấy búa đặt nguyên cây ngã xuống để lấy trái, đúng là hoang phí kinh khủng luôn. Ở phía trước mặt đơn vị, nhìn xa xa là dãy núi 952 màu xanh trải dài ở bên Thái Lan, trông thật hùng vĩ. Bữa cơm đầu tiên ở trong đơn vị thật là ngon, cơm nóng, canh đậu nành xay, nước mắm thịt hộp. Tôi đến anh em trong tiểu đội ngồi tập trung lại để tiểu đội trưởng phân công công tác nhiệm vụ vào ngày mai và cắt cảnh gác đêm. Kinh khủng thật, đúng là hội ý kiểm điểm trong quân đội ở chiến trường. Quân trường đâu có thấy vậy. Tiểu đội trưởng nêu mặt mạnh của từng đồng chí một, xong tới mặt yếu của từng người. Sao mà cái gì cũng yếu hết, tè re tua, không chờ chỗ thở. Bởi thế cánh lính ta rất hay sợ về hội ý. Vì tôi thấy từ tiểu đội trưởng hội ý trung đội trưởng, rồi từ trung đội trưởng hội ý đại đội đều bị như nhau. Hội ý xong cũng đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Một nồi ngô luộc được đem lên. Hồi chiều đại đội đã cho hái bắp mà anh em đã trồng, rồi nấu đãi anh em tân binh chúng tôi để khích lệ tinh thần người lính mới. Đúng là đã thật. Đêm đó tôi được đi gác đêm đầu tiên ở đơn vị mới. Để cho quen và đỡ sợ, đã có một anh lính cũ được phân công gác cùng trong đêm đầu tiên. Rừng ban đêm ở Campuchia thật là tĩnh mịch, trời thì tối đen, xung quanh cũng tối. Chỉ có những ánh sáng trên bầu trời là có chút sáng thôi. Đêm hôm đó, Yên, anh lính cũ đi gác kèm với tôi, đã chỉ cho tôi cách đoán thời gian để mà đổi gác.
bằng cách nhìn những ngôi sao ở trên trời, lấy một ngôi sao làm chuẩn, theo ngọn cây, rồi lấy khoảng cách của găng tay mà tính. Cũng thấy hơi chính xác, chênh lệch chừng 10 phút thôi, so với đồng hồ. Còn sau này, khi đã gắt quen rồi, có khi trời mưa, bầu trời chẳng sao trăng gì, thì thấy cái bụng nôn nao đi, là đi đổi gác luôn, đúng ca, đúng giờ. Đúng là cái gì, cứ làm hoài, rồi cũng quen. Thường thì lúc bấy giờ, một ca gác cũng khoảng từ 1 tiếng rưỡi, cho tới 2, thậm chí là 3 tiếng, tùy theo quân số của đơn vị, và tùy theo số anh em bị ốm sốt, và cả những người đi tác chiến nữa. Bài học đầu tiên là học cách đoán giờ. Tiếp tới là học cách biết thế nào là tiếng động xào xạc của lá rừng, tiếng cây khô gãy, thế nào là của bọn thú rừng, và thế nào là của tụi địch để mà ra quyết định xử trí. Trang bị khi đi gác thì thường mang theo AK, lưng đeo 3 xe đạn có 3 băng. Súng thì lúc nào cũng có đạn lên nòng sẵn, chỉ cần mở khóa an toàn là boom thôi. Hồi bấy giờ tôi nhớ cái đại đội chỉ có một cái đồng hồ duy nhất là cái Senko chặt góc, nhưng lại là của một anh hơi khó tính nên anh em không sử dụng tới. Ở đây anh em gác lúc nào cũng dư giờ. Nếu anh tiểu đội trưởng thường báo hết giờ ca gác cuối cùng, đơn vị có giao thông nào chạy liên lạc với nhau từ tiểu đội này sang tiểu đội khác, cứ khoảng chừng 20 mét thì lại có một hầm cá nhân. Mỗi hầm đều đã để sẵn chừng 5 quả đạn B-40, một thùng đạn AK. Khi gác đêm thì không được ngồi ở một chỗ, phải đi dưới giao thông hào, chậm rãi, từ từ chăm chú quan sát về phía trước. Thường thì ở trong rừng, ban đêm rất tối, chỉ nhìn thấy lờ mờ khoảng cách rất gần thôi. Nhưng nếu ta nằm hoặc ngồi thì sẽ quan sát được xa hơn. Nên những giao thông hào ở đây, lính ta thường đào rất sâu. Khi đứng thì ngực ngang với mặt đất, lúc gác được lợi thế và trong cả chiến đấu nữa. Lúc đó gác thì cứ từ đầu qua tiểu đội này, tới gặp lính của tiểu đội kia rồi quay trở lại. Cũng chính là như vậy mà đỡ buồn ngủ và không bị muỗi nó chích. Để bảo vệ tính mạng đầu tiên nên người lính ở nơi đây, anh em nào cũng gác rất tốt, không dám ngủ hoặc là ngồi một chỗ. Nên hầu như các sếp không kiểm tra gác bao giờ. Cứ xong một ca gác thì lại vào tiểu đội để đổi ca. Phải nói là cánh lính ta rèn luyện rất hay và gần như thành thói quen. Chỉ cần vỗ nhẹ một chân một cái là đã bật dậy, liền nhảy xuống đất, chụp ngay cây súng rồi đeo 3 xe đạn, tay cầm đôi giày, đi liền ra giao thông hào rồi mới mang giày vào. Đúng 4 giờ sáng thì anh tiểu đội trưởng, người gác cuối cùng sẽ kêu toàn bộ mọi người dậy trực chiến, trừ trung đội trưởng ra. Còn lại đều mang súng đạn, dài dài ra giao thông hào để trực chiến. Đây là kinh nghiệm xương máu của chiến trường ở Berlin. Thường thì bọn địch hay đánh vào đơn vị của ta vào lúc trời tờ mờ sáng, tầm khoảng từ 4 rưỡi cho tới 5 giờ. Nên lính ta phải trực chiến sẵn như vậy, để có gì thì cũng còn kịp trở tay. Cứ trực chiến như vậy cho tới khi còi lấy cơm của đại đội thổi thì mới được vào nhà. Lúc này mọi người đều tự giác làm việc. Ai đi lấy cơm thì đi, còn lại thì quét dọn xung quanh trang trại, tranh thủ ăn cơm để đi công tác và học tập. Nếu như không phải đi tác chiến thì đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện chiến đấu cho chiến sĩ, chủ yếu là việc dò gỡ mìn, cài các loại mìn 652A và mìn KP2, rồi học cách gài các loại mìn để áp dụng khi đi phục kích bọn địch. Riêng về cách áp dụng địa hình, địa vật thì không giống như ở quân trường, vì phải theo thực tế ở địa bàn. Khi đoàn quân đang đi mà bị bọn địch phục, tuyệt đối không được núp vào những ụ mối hoặc cây to, vì xung quanh những nơi đó bọn địch chắc chắn sẽ gài các loại mìn 652A và KP2 để bẫy lính ta. Là lính bộ binh nên lính ở đây phải học đủ thứ, phải biết cách đi rừng, biết cách xem hướng đông tây nam bắc, để mỗi khi đi tuần tra xung quanh đơn vị thì ai cũng phải đi hết, cứ thay phiên nhau đi dẫn anh em, trách nhiệm cứ như là trinh sát vậy. Còn phải như cánh lính công binh dò gỡ mìn nếu phát hiện ra, bởi thế mà gần như phải học tất cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi tuần cùng với đơn vị. Ở đây thì mỗi ngày đều phải đi tuần, quân số từ khoảng 12 người đi.
Nhiệm vụ là phải đi một vòng quanh đơn vị nơi đóng quân, theo bán kính chừng 3 cây số, xem có dấu tích của bọn địch bám ở đấy không. Đi tới cái hàng dương cách đơn vị chừng 2 cây số, tôi bỗng thấy hai bộ xương khô nằm ở trên đất, một cảm giác ớn lạnh, rùng mình. Rồi hôm đó tôi được nghe các anh lính cũ kể lại, đó là có một hôm khoảng tầm 5 giờ sáng, tụi Pốt tập kích đánh vào đơn vị. Nhưng do đơn vị thực hiện công việc trực chiến rất tốt, như tôi đã nói ở trên, nên đã kịp thời chủ động đánh trả. Bọn địch phải bỏ chạy tới cái chỗ hàng dương này, thì đã vướng phải mìn do lính ta cài sẵn, nên đã bỏ lại hai cái xác. Hồi đó, tôi nhớ thông thường khoảng 4 giờ chiều, đơn vị đi tuần. Cứ đi hết một vòng, khi trở lại đơn vị, chừng một cây số, thì sẽ bố trí lại để phục kích, chờ cho tới khi trời sụp tối hẳn mới quay trở về. Thấm thoát, thế là chúng tôi đã về đơn vị được hơn một tháng. Cuộc sống cũng đã quen dần với môi trường, không còn cảm giác run rẩy khi nghe đạn pháo 105 ly bắn chi viện trên đồi 505. Cho cánh đại đội 11, cũng không còn cảm giác hồi hộp, lo sợ khi phải gác đi một mình giữa khu rừng vắng lạnh. Và cũng đã cảm thấy bình thường khi phải đi ngang qua một bộ xương khô. Một hôm, trời vừa sáng, chợt nghe tiếng bùng bình, tiếng đạn cối B-40 AK rệt vang cả một khu rừng ở hướng nhà máy cà phê, nơi đóng quân của lính Bắc Nghiêng. Vào lúc 5 giờ sáng, các trung đội lập tức chuẩn bị đi chi viện. Lệnh từ đại đội truyền xuống các trung đội, thế là anh em đang trực chiến, súng đạn cũng đã đầy đủ, tập trung lên đại đội. Lúc này chúng tôi mới thực sự hoảng sợ, vì chuẩn bị bước vào một cuộc chiến thực sự. Nhưng sau đó, vì chúng tôi là lính mới, nên chỉ huy đại đội đã cho ở lại đơn vị, cùng với mấy anh bị ốm sốt để giữ trại. Còn lại tất cả đều chi viện cho bạn. Mặt trời đã lên, tiếng súng đạn cứ thưa dần, rồi sau đó im hẳn. Và đến tầm 1 giờ trưa, anh em mới về tới đơn vị và cho biết là bọn Pốt đã đánh vào khu vực nhà máy cà phê, đốt doanh trại của đơn vị lính Campuchia và lấy đi một số súng cùng đồ cổ của đơn vị bạn, rồi kịp rút trước khi đơn vị cơ động của chúng tôi tới. Còn có khoảng 105 ly, chắc do nặng quá, bọn Pốt không kéo nổi. Và chúng nó cũng không có thời gian đủ để phá hủy, nên vẫn còn nguyên vẹn. Thật là mệt khi anh em đã phải chạy cơ động tới cả 5-6 cây số, nhưng khi tới nơi thì chỉ còn thấy rải rác xác lính của Campuchia và những ngôi nhà đang cháy. Thế là lại phải lao vào phụ thu dọn chiến trường, rồi cáng xuống lính của bạn hy sinh trở về Bài Linh. Tôi còn nhớ ngày từ huấn luyện ở quân trường, khi được nghe tới việc sốt rét ở chiến trường Campuchia, và rồi cái lần đầu tiên bị sốt rét cũng đã tới. Thật là kinh khủng với những cơn lạnh, cái lạnh như từ trong xương phát ra, đắp bao nhiêu chăn rồi quấn áo chất đống lên người vẫn cứ thấy lạnh, hai hàm răng cứ đánh cạp vào nhau. Được chừng vài phút thì cơn run ập tới làm cả người run lên bần bật, cái lạnh không biết diễn tả ra sao. Chừng 20 phút sau thì hết lạnh, nhưng lại tiếp những cơn nóng, nóng như đốt cháy da, cháy thịt, nhất là cái đầu và cả trong hơi thở. Sao mà cái hơi thở nó nóng quá? Tôi cứ tưởng tượng, nếu mình có ngậm cái hột trứng gà vào miệng, chắc cũng chín luôn. Hết nóng lại đến lạnh, rồi hết lạnh lại đến nóng. Thật đúng là nghĩa sốt rét. Qua được cơn sốt, người mệt vô cùng, đầu nhức nhối và chóng mặt, thấy vật gì cũng như quay cuồng, đứng không vững được, lúc nào cũng cứ muốn nằm. Thế là mỗi ngày phải đến y tá 2 lần để chích và uống thuốc. Những viên thuốc quinin màu vàng, những mũi chích quinin đã làm tôi rất sợ. Thuốc thì đắng, còn thuốc chích thì xứng với cái danh từ quinin cả thọt. Y tá ở đây chích thuốc thì rất điệu nghệ, một tay thì giữ cái mông và tay kia làm động tác giả, rồi phập một cái phóng mũi tiêm ngập vào mông và bơm thuốc, không biết đau là gì. Ấy thế nhưng mà sau khi chích được chừng nửa ngày, thuốc bắt đầu lan ra làm nhức nhối hai vùng mông, nên lính ta sẽ không đi được bình thường, cứ cả lê cả lết. Đó là chuyện bình thường, còn nếu lỡ ông nào bị áp xe thì còn khổ hơn nữa, phải mổ cái cục áp xe ra.
khi đi phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi. Bị sốt như vậy chừng 3 ngày, con người khác liền, da bắt đầu vàng đi vì thuốc quinin, người hốc hác. Tôi lúc đó được miễn công tác, nhưng tuyệt đối không được nằm, dù rằng khi sốt rất muốn được nằm, vì hễ cứ nằm là rất dễ lên cơn ác tính. Hàng ngày cứ phải đi lòng vòng quanh đơn vị để hái rau rền gai luộc để ăn với cơm. Tuy được miễn công tác nhưng vẫn phải gác, cũng như là một cách để vận động cơ thể cho nhanh dứt cơn. Lần đó tôi đã bị cho tới ngày thứ 5 và cơn sốt của tôi vẫn không giảm. Buổi chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị chén đũa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa vào gốc cây, bỗng không nhìn thấy gì nữa, mắt hoa lên và chỉ còn nghe thấy tiếng la y tá. Cho tới khi tôi mở mắt mới biết mình đang nằm ở Berlin, trong cái bệnh xá dã chiến của tiểu đoàn bộ. Tôi đã mê man hết 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Anh em đã nói, thì ra từ bữa đó tôi bị lên cơn sốt, tôi mới vừa té lăn xuống đất. Rất may anh em đã vội ẵm tôi vào nhà rồi chạy kêu y tá. Anh Tuấn quê Quảng Nam đã chạy xuống trung đội, chích liền một mũi thuốc rồi báo cho đại đội khẩn trương cáng tôi lên trạm xá của tiểu đoàn. Chiếc võng được cột chặt vào cây đòn, mỗi trung đội 2 người tập trung lại để cáng. Cả anh Tuấn cũng đã đi theo. Mọi người vừa đi vừa chạy để có thể tới trạm xá mà kịp cứu sống mạng của tôi. Ôi, những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường xá hiểm nguy, bỏ cả cơm vì tôi, một người lính tân binh. Tôi mới biết được sống trong sự đùm bọc, yêu thương nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa quê hương. Và cũng may lúc đó, tôi mới trong cơn hôn mê và đã được cứu kịp thời, chứ nếu lỡ lên cơn ác tính thì chắc đã toi rồi. Vậy là tôi thoát được một cái chết không đáng chết nhờ vào tình đồng đội, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của những người lính. Có một chuyện không biết có phải là nỗi buồn đợt lính mới của anh em chúng tôi không. Chỉ biết ở Berlin đã luôn nổi tiếng với cà phê và đá quý. Thế nhưng vào thời điểm chúng tôi, năm 1983, đã không biết cái mùi cà phê Berlin nó ra sao. Thấy được cái hạt cà phê nó tròn hay méo. Còn đá quý, nói thật, chỉ được hưởng trái toàn là đá ton. Loại đá gần như chẳng có giá trị gì. Có lẽ chỉ có các bác thời 1980 mới được hưởng cà phê và những viên đá có giá trị. Còn như tôi, về sau này, khi có dịp ngồi trà cháo với anh em bạn bè, có nhiều người nói, tụi mày đóng ở Berlin cần cái mỏ đá quý rồi cà phê, vậy là ngon lành. Tôi cũng gật đầu, rồi nổ như AK bắn liền thành. Chứ thực tế, nói thật, ngày đó chủ yếu chúng tôi được hưởng những trái mìn 652A và những trận tập kích suốt ngày, suốt đêm của bọn Pol Pot thôi.